Nga giương cờ ở thành trì Marinka. Nga tấn công dồn dập toàn tuyến Donbass. Ukraine thừa nhận khó khăn ở miền Đông. Israel tiến vào trung tâm Khan Yunis. Israel kêu gọi Hamas đầu hàng. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế được phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube Thế giới nghiêng. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là phần tin chi tiết. Theo truyền thông RT đưa tin, vừa qua, lực lượng Nga đã giương cờ ở khu vực ngoại ô thành trì Marinka, một thành phố chiến lược ở Donetsk. RT cho biết lá cờ Nga xuất hiện ở con đường vòng quanh thành phố ở vùng ngoại ô phía tây Marinka. Quân đội Ukraine vẫn đang kiểm soát một số tòa nhà ở tây Marinka. Các đơn vị Nga hiện dồn lực để giành lấy các vị trí từ Ukraine. Trong khi đó, Ukraine đang sử dụng súng cối, súng phóng lựu tìm cách phá vòng vây của Nga. Marinka là một trong những thành trì mà Ukraine nắm giữ trong nhiều năm qua do nó nằm gần thành phố Donetsk. Nơi đây đã hứng chịu các đợt giao tranh trong gần một thập niên, kể từ khi lực lượng ly khai Donetsk đối đầu với quân đội Ukraine vào năm 2014. Thành phố này giờ đây gần như đã trở thành đống đổ nát, không còn nơi nào nguyên vẹn. Ngoài việc là thành trì chính của các đơn vị Ukraine ở khu vực Donbass, Marinka còn đóng vai trò là khu vực để Kiev thực hiện các cuộc tấn công vào thành phố Donetsk. Trên toàn tỉnh Donetsk, Nga tuyên bố đã loại khỏi vòng chiến khoảng 300 binh sĩ Ukraine, phá hủy một thiết giáp, 3 ô tô, 2 khẩu pháo D-20, một hệ thống pháo tự hành Akashiya và 2 khẩu pháo D-30 của đối phương. Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng Nga trong những ngày qua đã đẩy lùi một cuộc tấn công của Ukraine ở thành phố Liman Donetsk, gây thiệt hại cho đối phương lên tới 80 binh sĩ. Cũng theo bộ này, các hệ thống phòng không Nga chặn 6 quả rocket phóng từ hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS và bắn hạ 20 máy bay không người lái UAV của Ukraine trong ngày 10 tháng 12. Cùng ngày, phát ngôn viên lực lượng chiến đấu phía đông của Nga, ông Oleg Chekhov, nói với TASS rằng quân đội Nga đã ngăn chặn một cuộc tấn công và làm gián đoạn nỗ lực luân chuyển của một lữ đoàn Ukraine ở phía nam Donetsk. Nga cũng báo cáo về 18 đợt pháo kích của Ukraine bằng 48 quả đạn vào Donetsk trong ngày 10 tháng 12, khiến 3 cơ sở hạ tầng dân sự bị hư hại và 7 dân thường bị thương. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine ngày 10 tháng 12 thông báo, trong 24 giờ qua, phía Kiev và Nga đã xảy ra tổng cộng 82 cuộc giao tranh và Ukraine đã tìm cách ngăn chặn 39 cuộc tấn công của Nga vào mặt trận Avdiivka. Ở Bakhmut, Ukraine cho biết đã ngăn chặn 11 cuộc tấn công của Nga ở Grigorivka, Bohdanivka, Ivaniske, Klitsyevka và Andriivka. Ở mặt trận Đông Nam, Ukraine tuyên bố ngăn được 3 cuộc tấn công của Nga gần Trabotino, Zaporizhia. Tại Kherson, Ukraine nói đã pháo kích Tiakinka, Ivanivka, Antonivka và thành phố Kherson. Ukraine đồng thời tuyên bố vẫn duy trì được khu vực mà họ giành được từ Nga ở bên trái sông Donetsk ở Kherson và gây ra thiệt hại cho Moscow về vũ khí và nhân lực. Theo RT, trong ngày 10 tháng 12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chủ trì một buổi lễ trao danh hiệu cấp quốc gia ở Moscow. Tại đây, chủ nhân Điện Kremlin đã cáo buộc các nước phương Tây đang tìm cách đè bẹp Nga. Ông Putin khẳng định phương Tây đang tìm cách gạt Nga ra bên lề để làm Nga suy yếu và cuối cùng là mong muốn đè bẹp Nga, nhưng họ sẽ không thành công, không bao giờ thành công. Trong tuyên bố của mình, Tổng thống Putin đã lên tiếng khen ngợi các tập đoàn quốc phòng của Nga vì đã gia tăng đáng kể tốc độ sản xuất trong thời gian gần đây. Cũng theo ông Putin, Ukraine đang ở tình thế hoàn toàn khác Nga. Chủ nhân Điện Kremlin cho biết, Ukraine không hề có tương lai bởi Kiev phụ thuộc hoàn toàn vào các nguồn viện trợ nước ngoài. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga khẳng định rằng Moscow sẽ không thay đổi các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt, nhưng sẵn sàng đàm phán với Kiev để giải quyết xung đột. Trước đó, tại diễn đàn đầu tư nước Nga vẫy gọi, ông Putin đã nhấn mạnh rằng các lệnh trừng phạt của phương Tây không thể làm chậm sự phát triển của nền kinh tế Nga. Tờ Kiev Independent dẫn lời tư lệnh lục quân Ukraine, ông Oleksandr Sirsky, ngày 10 tháng 12 thừa nhận tình hình ở miền đông Ukraine vẫn khó khăn khi Nga tiếp tục tăng cường các hoạt động tấn công. Theo đó, ông Sirsky lưu ý rằng các chỉ huy Ukraine đã phân tích kỹ lưỡng tình hình và cân nhắc các phương án cho các hành động tiếp theo. Cùng ngày, tướng Oleksandr Tanasky, chỉ huy nhóm quân tác chiến, chiến lược tiểu vùng Tavria nói rằng các lực lượng Nga giảm tấn công trên bộ nhưng tăng cường các cuộc tấn công trên không ở phía đông nam Ukraine. Theo ông Tanasky,
Nguyên nhân của việc Nga giảm tấn công trên bộ là do thời tiết xấu đi vào mùa đông, khiến việc điều động trên mặt đất trở nên phức tạp hơn. Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, quân Nga ngày 10 tháng 12 tiến hành 2 cuộc tấn công bằng tên lửa, 33 cuộc không kích và 29 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt MLRS vào các vị trí của quân Kiev và các khu định cư ở Ukraine. Tình hình Kherson và Sumy những ngày qua đã chứng kiến nhiều đợt pháo kích của Nga. Theo báo cáo của Cơ quan Quản lý Nhà nước tỉnh Kherson, cuộc tấn công của Nga vào thành phố Kherson ngày 10 tháng 12 làm một người bị thương và một tòa nhà hư hại. Theo Văn phòng Tổng thống Ukraine thông báo, Tổng thống Volodymyr Zelensky sẽ thăm Mỹ vào ngày 12 tháng 12, giữa lúc viện trợ quân sự cho Kiev có nguy cơ sụt giảm. Cụ thể, thông báo của Nhà Trắng cho biết, một trong số các chủ đề chính tại cuộc hội đàm ở Washington sẽ là việc tiếp tục hợp tác quốc phòng giữa Ukraine và Mỹ, đặc biệt là các dự án chung sản xuất vũ khí và hệ thống phòng không, cũng như sự phối hợp các nỗ lực của hai nước trong năm tới. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre đã xác nhận chuyến thăm của ông Zelensky, nói rằng chuyến thăm nhằm nhấn mạnh cam kết không thể lay chuyển của Mỹ trong việc hỗ trợ người dân Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Nhà Trắng cho biết các nhu cầu cấp thiết của Ukraine sẽ được thảo luận khi Nga tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái. Theo lời kể của người dân di tản tới thành phố Khan Yunis ở dải Gaza, lực lượng tăng thiết giáp Israel hôm 10 tháng 12 đã tiến vào trung tâm đô thị này. Tờ Al Arabiya dẫn lời một số người dân di tản đến thành phố Khan Yunis ở dải Gaza kể rằng nhiều xe tăng Israel đã tiến được vào trục đường chính Bắc Nam nằm ở trung tâm đô thị này sau một trận giao tranh ác liệt. Trong khi đó, các máy bay chiến đấu Israel liên tục không kích nhiều khu vực nằm ở phía tây trục đường. Một người dân giấu tên cho biết đây là một trong những đêm khủng khiếp nhất, sự chống cự từ Hamas diễn ra dữ dội. Chúng tôi có thể nghe thấy tiếng súng nổ và tiếng nổ lớn không ngừng nghỉ trong nhiều giờ đồng hồ. Theo Al Arabiya, lực lượng phòng vệ Israel những ngày gần đây đã mở nhiều cuộc tấn công lớn nhằm vào thành phố Khan Yunis. Để hạn chế thương vong cho dân thường, lực lượng phòng vệ Israel hôm 9 tháng 12 đã kêu gọi người dân tại đây sơ tán khẩn cấp tới vùng Al-Mawasi. Giải đất rộng khoảng 20 km2 dọc theo bờ biển gần Khan Yunis và một số khu vực định cư được chỉ định. Người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagazi cho biết, lực lượng Israel vừa phát hiện một mạng lưới đường hầm lớn ở bên dưới quảng trường Palestine tại thành phố Gaza. Ông Hagari cho biết, các đơn vị thiết giáp, hải quân và không quân Israel đã chiếm giữ khu vực này nhờ thông tin tình báo chính xác. Ông Hagari chia sẻ, khu vực quảng trường Palestine có văn phòng của lãnh đạo Hamas Yahya Sinwar cùng nhiều văn phòng và tài sản của các quan chức cấp cao Hamas bên dưới một mạng lưới đường hầm khủng bố. Phát ngôn viên này cho biết Israel đang tiếp tục điều tra mạng lưới đường hầm trong khu vực. Cũng theo lực lượng phòng vệ Israel, Israel đã tiêu diệt thêm một chỉ huy tiểu đoàn của Hamas trong một cuộc không kích vào dải Gaza. Người bị giết là ông Emad Karia, vừa nắm giữ vị trí chỉ huy tiểu đoàn sau khi người tiền nhiệm Wissam Fahad thiệt mạng do trúng không kích của Israel hôm 2 tháng 12. Times of Israel cuối ngày 10 tháng 12 dẫn lời Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định chiến dịch của nước này nhằm vào lực lượng Hamas tiếp tục diễn ra và đang trở thành sự chấm hết đối với sự tồn tại của Hamas ở dải Gaza. Trong thông điệp phát tới các thành viên Hamas, đặc biệt với thủ lĩnh cấp cao Yahya Sinwar của Hamas ở dải Gaza, ông Netanyahu tuyên bố, tôi muốn chuyển lời tới Hamas, mọi chuyện đã kết thúc, đừng chết vì Yahya Sinwar, hãy đầu hàng ngay lập tức. Theo lời Thủ tướng Israel, hàng chục tay súng Hamas đã đầu hàng trong những ngày vừa qua, nhưng không cung cấp thêm dữ liệu cho tuyên bố. Bình luận của ông Netanyahu được đưa ra sau khi tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel Hezi Halevi khẳng định đã thấy dấu hiệu chỉ ra rằng Hamas đang sụp đổ. Lực lượng phòng vệ Israel trước đó tuyên bố đã loại khỏi vòng chiến đấu 7.000 thành viên Hamas hoặc có liên quan đến Hamas. Lực lượng phòng vệ Israel cũng thông tin họ đã tấn công hơn 22.000 mục tiêu ở dải Gaza kể từ khi xung đột nổ ra hồi tháng 10, trong đó 3.500 mục tiêu bị tấn công kể từ sau khi lệnh ngừng bắn nhân đạo kết thúc hôm đầu tháng 12 năm 2023. Trong ngày 10 tháng 12, Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin về tình hình Trung Đông, qua đó bày tỏ sự không hài lòng về quan điểm của Nga liên quan tới xung đột Israel-Hamas mà đại diện Moscow trình bày tại Liên Hợp Quốc. Phía Israel cho biết, Thủ tướng Israel Netanyahu đã bày tỏ sự không hài lòng với quan điểm chống lại Israel từ các đại diện Nga tại Liên Hợp Quốc và các diễn đàn khác. Tại cuộc gặp, ông Netanyahu khẳng định, bất kỳ quốc gia nào hứng chịu một cuộc tấn công khủng bố như Israel trải qua đều sẽ hành động không kém những gì Israel đang làm.
Thủ tướng Israel bày tỏ sự đánh giá cao về nỗ lực của Nga trong việc thuyết phục Hamas thả công dân mang hai quốc tịch Nga và Israel, nói thêm rằng Israel sẽ tiếp tục sử dụng mọi biện pháp, cả chính trị và quân sự để trả tự do cho tất cả con tin. Điện Kremlin trong tuyên bố về cuộc gặp không đề cập việc ông Netanyahu bày tỏ sự không hài lòng, nhưng cho biết phía Nga sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ có thể để giảm bớt đau khổ của dân thường và giảm leo thang xung đột. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!